为官呀，我成武功嘞嘞。ném chết người. Lý Bảy Chú trốn trước đã. Cái tình cho đen này cản trở ta. Được rồi, ta cho người biết tài nghệ của ta. Còn nữa, truyền phong cướp đây. Tại sao các người không giữ chặt nó? Buông tay. Cưng ơi, gấu mèo cưng của ta. Anh, sao vậy anh? Tên đi, các người sẽ bắt gấu mèo của tôi vậy, tại tôi chăng? Chuyện gì đó? Không phải là cứu mạng đâu, là cô Kim Tử đó. Kim Tử, hả? Thả chị xuống đây, nhanh lên. Thả tôi chăng? Mà đi được cậu đi với tôi chứ. À đúng rồi. Tại sao bây giờ? Giữ chặt đi. Mau lên, mau lên. Mỗi bạn một tờ, còn nữa. Nè, lấy một tờ. Chết rồi nào. Xây xây bọn thò. Anh bạn, có cần giúp không? Cái gì? Ngươi không giúp được sao? Đem cái tiền mà tặng luôn. À, ngươi nhặt ta lên, ném qua được rồi. Nhưng mà ta ném qua, ngươi không sợ đau hả? Không sợ. Vậy tôi không có sót rồi nha. Bọn con. Chết chưa?
Giỏi lắm.
quỳ xuống mặt tôi. Cắn người không chết, ném cho người chết. Chúng ta sĩ. Cố lên, cố lên. Đừng lắc, đừng lắc mà. Đừng lắc mà. Lần này có bản lĩnh thì lên đây đi. Không có đây à? Không lên được hả? Lên đây, lên đây đi. Lên đi mà. Bạn nó ngủ rồi mà. Ngủ thiệt mà. Có bản lĩnh thì lên đây. Này đừng có tông, đừng có tông nữa. Có tông nữa hả? Dừng lại đi, dừng lại đi. Đừng, đừng, không sao, không sao, còn chịu được. Không sao, ôi. Không sao, không sao. Chết rồi. Này, mau lại đây. Ôi, tôi không nhìn thấy gì cả. Đừng có tặng cát qua đây mà. Ôi, đừng mà, đừng mà. Dừng đi, dừng đi. Đừng mà. Chúng bọn đi ha, phải xuống xe chậu ra. Làm gì? Mà lên xe chạy thôi. Đại Sơn, Hoàng Phi Hùng. Ba người cùng lên đi. Không còn phải suy nghĩ đâu, lên một lần đi. Lên. Vô ảnh cướp. Vô ảnh cướp, vô ảnh cướp, vô ảnh thủ. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Đừng đánh mà. Đừng đánh. Ta bảo đừng đánh rồi không nghe. Tôi sợ nhất là bị người ta đánh. Đứng lại. Chị ta, đừng đánh nữa. Thôi, đừng đánh nữa. Mẹ là Vương Tinh đi. Tề lỗ à, đi tụi tay mẹ của này. Anh mà bơi trái này trái gì vậy? Tụi mẹ của mẹ nó sẽ sạch ra. Trái gì, có ăn này ăn đi. Ăn một hồi sẽ có bụng nông quá. Thế thì phải ăn nhiều. Nếu không mà bún nông cũng chắc cái gì để mà nôn nữa. Lời dặn dò nó sẽ phụ nữ có ăn mặc cười không phải đâu. Tôi thấy mặt anh ăn đồ à, giống như con lợn vậy đó. Cái gì? Tôi còn cảm thấy đúng là tôi ăn đồ hay giống con lợn thiệt. Nấu chậu à? Miếng suối hả? Này à. Không phải. Ít khi đánh trận. Nấu cho kỹ dầm chị, mấy đứa phản nấu mấy chục lần, bây giờ lộn rộn rồi. Còn tôi thì tào tháo rượt mấy chục lần cũng muốn chết đi này. Ý, anh Mọc có nhìn thấy không? Xì có siêu rồi.
冇得承认啊！你讨厌咁讨人嚟添嘛？讨厌边个讨厌啊？你即刻走！大客即跟，因为佢受个阿你嘛，阿麻瓜，阿爷过嚟招，我瓜晒一间食你先啦。冇người ăn tôi à, ăn đâu có hết, muốn ăn của anh cô trước đó. Gì sao? Anh ngon coi được đi. Tôi qua bên đó hỏi thăm họ trước đã. Mình đi cái đó. Thầy cả đừng ăn tôi đi, tôi mập quá nhiều dầu lắm. Ăn tôi vào hả, thế nào các người cũng bị tiêu chảy đó. Thôi hả, tôi muốn mì mùi xin nó hả. Chưa đâu có ngon đâu, đừng ăn. Tôi có lấy bộ hồi gì mà hả? Trời ơi, thèm lá bạc hà vô hả? Xin hình thế nào kìa. Trời ơi, ăn người kiểu vậy đó hả? Không ngờ các đời của tôi thiếu là tiêu rồi. Tôi chưa từng bánh được giải thưởng, chưa từng đi châu Âu, chưa từng để tóc dài, chưa từng kết hôn. Xuống dưới đó, cha mẹ của tôi thế nào cũng sẽ nói này nói kia cho mà hay là tìm cách làm lại từ đầu có phải hay hơn không? Nếu như tôi được làm lại từ đầu, tôi sẽ mang giày cao gót, tôi sẽ kết thúc, tôi sẽ mặc áo cưới thật tốt, tôi sẽ mặc áo cưới thật là hở vai, sinh con trai tên Handsome, con gái tên là Pretty. Anh bà, con anh, anh thấy sao? Đang làm gì đầu tiên đi vậy cô? Đương nhiên là không ăn những cái thứ trái nước mẻ đúng rồi đẹp lắm. Có ai có ai? Người ý thử ra giữa lúc mặt trời thì hãy có không? Giữa đường chúng tôi xảy ra chút chuyện, cũng nhờ cô Kim Tử cứu chúng tôi. Hơn nữa cô ấy là thần y của khu sân khu đây. Còn nói nữa, quý vị ăn cái trái đó có độc. Những người bạn có độc lông tộc đã được quý vị đến để chúng tôi cứu đó. Ngâm lâu chưa được chưa? Chưa được phải 20 phút. Như vậy mới có thể ép hết chết bạn ra ngoài. Trời ơi, thêm 20 phút là chết chết luôn đó. Cô ấy mời cô ấy tóc dài. Tự nhiên sẽ mua cái áo cưới cho cô. Nói tới áo cưới thì phải nói tới con trai lớn của cô Hồ Hải là Handsome. Không được nói ai gì đó. Lý số đâu? Kia, đâu? Đó. Đó. Thấy sự hy sinh vô ích của các người, tôi rất tiếc. Nhưng mà máu của các người không chẳng cách vô ích đâu. Tôi sẽ hiểu pháp tư tưởng của Mao Trạch Đông, cách mạng chưa thành công thì anh em phải cố gắng. Câu nói này dường như là Tôn Xuân Sơn mà Mao Trạch Đông nói, Tôn Xuân Sơn nghe lớn thôi. Billy, con ông chủ có chuyện gì? Ở trong đó đông người lắm, làm cách nào có thể trộm được cái mèo? Có cách. Chưa nghĩ ra nó có cách rồi. Nhưng mà đúng là có cách mà. Để xem các người có chịu đựng nổi ta phong cuồng hàm tiếu bà cái. Đúng là nụ cười của ông có thể hóa cốt làm cho người ta bị mê đó. Đúng rồi. Xong chưa đó? Xong rồi. Ôi chà, mỏi chân quá. Chạy máu, chạy máu. Sao rồi? Bà chủ, lần này chúng ta nhất định không thất thủ nữa đâu. Buồn quá đi à. Đợi mày nè. Có người đi mau. Sao ngày mai dậy sớm? Đi. Trời ơi, lại thất bại rồi. Billy, có cách nào nữa không? Ông chủ, nếu chúng ta tấn công bề mặt không được, hay là chúng ta đào địa đạo để ăn trộm còn gấu mèo trà thì không còn ai biết. Cái này hay đó, đúng là không ai biết. Nhưng mà ông chủ, kế hoạch này anh chàng phải đào tới 6 tiếng đồng hồ. 6 tiếng đồng hồ là trời sáng rồi.
Khi thì cũng tốt vậy, đầu ngốc. Này, đầu ngốc, dùng đầu óc đi. Mặt trời ra thì coi như là không có trời sáng. Mặt trời không ra, làm sao để mặt trời đi ra đây? Gọi nhắn tin kêu ổng đừng có ra. Đồ khốn kiếp, gọi là không trả lời sao? Chưa gọi là sao biết, không trả lời. Gọi là không trả lời thì ta gọi cho nổ máy. Đến lượt người đào đi. Đến lượt người đào đó, nghe lên. Đến lượt đi. Chết rồi, ôi đau quá. Thiên cầu lắm à. Trời sáng rồi. Chà, giấu mày rồi. Bà nãy là bọn trắng thôi. Lý Sô, chạy đâu đó. Chả làm thật ám chữ. Bà này giúp bà tay không cần. Bà nãy không cần giúp rồi. Anh Anh. Để ta đưa người về nhà nha, đừng sợ. Dừng xe. Này này này, tụi nó chạy rồi kìa. Thôi mà không có cứu được, gấu mèo thì mọi người chết hết. Sao còn nói gì nữa, mau đuổi theo, nhanh lên. Anh Mập, sao bây giờ anh giữ cái gì? Nam nhi, vì quốc gia, chúng ta cũng phải giúp một tay chứ. Anh à, đừng có lắc qua lắc lại có được không? Tránh ra. Mau tránh ra đi. Cứ lộn không chạy, lấy xe cái gì đó. Cưng ơi, lại đây. Này sao chưa bắt xe của tôi vậy? Đi cản đường, con có tập tội. Có người, cứ bắt cái xe của tôi rồi. Đừng che mắt tôi mà, dừng xe lại đi. Tránh ra, đừng bật mặt tôi mà. Cảo chết ngươi nè. Dừng xe. Đập thắng đi. Cẩn thận. Kìa, tên trộm đó kìa. Cẩn thận đó, tôi chuẩn bị phạt mà. Nếu không sợ chết, ta sợ chết. Cô chưa có ngó mèo của tôi. Sao trời chạy càng nhanh vậy? Chắc là mình đến thế giới cực lạc rồi. Ôi bay. Coi chừng nha, ta dở xương đi á. Coi chừng. Nhanh hơn ta nữa hả? Phạt thôi.
ơi cưng ơi, chúng ta phải gặp nhau rồi, vui mừng quá đi. Mau mau, tốt quá tốt quá. Hai bạn, chúng ta phải lấy xô rồi. Kéo lấy ra đi, nhanh lên. Come on, sit down.